một cuộc diễu hành thực sự của các CEO nước ngoài, bao gồm Elon Musk của Tesla, David Solomon của Goldman Sachs, đã tìm đường đến một Trung Quốc đã mở cửa trở lại trong vài tháng qua. Và người kế tiếp, Bill Gates, sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 16 tháng 6, theo Reuters. Nếu đúng, việc này sẽ đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của ông Tập với một doanh nhân tư nhân nước ngoài trong những năm gần đây. Các nguồn tin cho biết đây có thể là cuộc gặp riêng. Quỹ của ông Bill Gates và Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Lần gần đây nhất Chủ tịch Tập và tỷ phú Gates được cho là đã gặp nhau trong một cuộc họp bên lề diễn đàn châu Á Bắc Ngao ở tỉnh Hải Nam vào năm 2015. Vào đầu năm 2020, ông Tập đã viết một lá thư gửi đến Bill Gates để cảm ơn ông và quý Bill và Melinda Gates vì cam kết hỗ trợ Trung Quốc, bao gồm 5 triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống lại COVID-19. Một điểm chung đáng chú ý, họ không nói nhiều trước công chúng về các chuyến đi của mình, mà chủ yếu bao gồm các cuộc gặp với các quan chức chính phủ, nhân viên địa phương và các đối tác kinh doanh. Các sự kiện truyền thông và các hoạt động tương tác với công chúng khác từng diễn ra thường xuyên trước đại dịch giờ rất hiếm. Ngay cả Musk, được biết đến với những trò đùa vô tư trên Twitter, cũng im lặng một cách khác thường trong chuyến đi gió lốc đợt rồi. Lần này, giới truyền thông không được mời đưa tin về chuyến thăm nhà máy của ông. Và trong khi Musk đã đề cập đến chuyến đi trong hai bài đăng kể từ khi rời đi, anh ấy đã không tweet một lần nào khi ở Trung Quốc. Goldman Solomon cũng tương tự như vậy. Năm 2019, ông trả lời phỏng vấn truyền thông và tham gia một số diễn đàn. Nhưng trong chuyến đi vào tháng 3 năm nay, các cuộc gặp duy nhất được biết đến của ông là các cuộc họp kín với các cơ quan quản lý, quỹ đầu tư quốc gia của Trung Quốc và tại một trường đại học. Nhân viên cấp cao của các phòng thương mại và hiệp hội thương mại cho biết việc thiếu thông tin từ các CEO phương Tây và công ty của họ về các chuyến đi đến Trung Quốc có thể là do họ thận trọng vì căng thẳng chính trị và thương mại Mỹ Trung đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Họ nói rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng tập trung vào an ninh quốc gia đặc biệt là một cuộc đàn áp gần đây đối với các công ty tư vấn và thẩm định cũng khiến nhiều công ty nước ngoài không chắc chắn nơi họ có thể bước qua ranh giới của luật pháp. Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết vào tháng trước, ông dự kiến sẽ sớm tan băng trong mối quan hệ băng giá với Bắc Kinh, không thể phủ nhận rằng căng thẳng đã tăng vọt trong năm nay, với các điểm nóng bao gồm hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của Hoa Kỳ và các lo ngại về bảo mật dữ liệu. Điều đó nói lên rằng, sau 3 năm bị hạn chế bởi Covid khắc nghiệt đã cản trở việc thâm nhập vào Trung Quốc, các CEO nước ngoài dường như rất háo hức muốn nắm lấy cơ hội. Những người đã đến đây trong những tháng gần đây bao gồm Tim Cook của Apple, Patrick Gelsinger của Intel, Mary Barra của General Motors, Stephen Schwarzman của Blackstone và JP Morgan Jamie Dimon. 67 nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài đã tham dự diễn đàn phát triển Trung Quốc cấp cao năm nay, mặc dù con số này vẫn ít hơn 20 người so với năm 2019. Christopher Johnson, chủ tịch của China Strategies Group, một công ty tư vấn rủi ro chính trị, cho biết ý tưởng là bạn phải thể hiện đủ cam kết với thị trường Trung Quốc nếu bạn đang chơi ở đó. Đồng thời, các CEO cần phải làm điều đó mà không gióng lên hồi chuông cảnh báo với chính phủ Hoa Kỳ và đó là một nhiệm vụ rất khó khăn, ông nói thêm. JP Morgan và Blackstone từ chối bình luận. Apple, General Motors và Intel đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Những bình luận ít được biết đến của các CEO nước ngoài khi họ ở Trung Quốc phù hợp với lập trường của ông Biden, rằng ông không tìm cách chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Ngoại giao dẫn lời Musk nói rằng ông phản đối việc tách rời nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc mà ông mô tả là cặp song sinh dính liền. Diamond của JP Morgan phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Trung Quốc của JP Morgan, ông ủng hộ việc giảm rủi ro Đông Tây hơn là tách rời, theo một nguồn tin từ sự kiện. Daniel Russell, phó chủ tịch phụ trách an ninh và ngoại giao quốc tế tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết sự khác biệt giữa giảm thiểu rủi ro và tách rời là một điều nhỏ nhưng quan trọng. Ông nói, điều đó cho thấy rõ ràng rằng vấn đề là quản lý nguy cơ phụ thuộc vào Trung Quốc, thay vì quyết tâm chia thế giới thành hai khu vực cạnh tranh nhau. Bất chấp yêu cầu của Mỹ yêu cầu các công ty rút vốn đầu tư khỏi Trung Quốc hoặc ít nhất là không mở rộng, Elon Musk đã tuyên bố xây dựng nhà máy thứ hai ở Thượng Hải. Ông nói rằng cơ hội to lớn của Tesla ở Trung Quốc không phải là vấn đề về nhu cầu, tức là đó không chỉ là thị trường, mà còn là lợi thế công nghệ nghiên cứu và sản xuất khi ở Trung Quốc. Musk đã tweet rằng chương trình không gian của Trung Quốc tiên tiến hơn nhiều so với hầu hết mọi người nhận ra. Trung Quốc đã hạ cánh xe tự hành Chang'e lên sao Hỏa vào tháng 5 năm 2021 và công bố kế hoạch đưa phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2030, sau khi tự xây dựng và đưa vào vũ trụ trạm vũ trụ Beidou, giống như trạm vũ trụ quốc tế mà Mỹ đã cấm Trung Quốc từ nhiều năm trước sẽ bị ngừng hoạt động. Chiến đấu hay làm việc cùng nhau? Bill Gates nói, sự trỗi dậy của Trung Quốc là tốt cho tất cả mọi người và Bắc Kinh cần đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong quản trị thế giới. Đề cập đến Mỹ và Trung Quốc, tôi nghĩ chúng ta đều ngu ngốc như nhau. Nếu có một điều chúng ta nên làm, thì đó là hòa thuận với Trung Quốc và chúng ta nên có nhiều thương mại tự do với Trung Quốc. Vì lợi ích chung của chúng ta, Charlie Munger của công ty siêu đầu tư Berkshire cho biết. Giám đốc ngân hàng hàng đầu, Jamie Dimon của JP Morgan, đã đến thăm Thượng Hải.
ông cảnh báo rằng căng thẳng Mỹ-Trung đã làm xáo trộn trật tự toàn cầu và tuyên bố rằng ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JP Morgan sẽ ở Trung Quốc vào những thời điểm tốt và xấu. Ông đề xuất Đông Tây hạ thấp rủi ro thay vì tách rời và kêu gọi can dự thực sự về các vấn đề an ninh và thương mại giữa hai cường quốc. Tim Cook của Apple cũng đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 3, nơi ông một lần nữa ca ngợi sự đổi mới, lịch sử hợp tác lâu dài cũng như hệ sinh thái nhân tài và liên kết sản xuất của Trung Quốc. Apple, công ty nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới, là một ví dụ điển hình về một công ty Mỹ đã huy động vốn và phát triển từ Trung Quốc, với tư cách là nhà cung cấp và người mua lớn nhất, cho phép các bên cùng có lợi. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã bị Mỹ khiến tập trung vào Trung Quốc như một mối đe dọa cần được cân nhắc cao hơn so với các cân nhắc về kinh doanh hoặc chuỗi cung ứng vì lập trường quân sự quyết đoán của ông Tập. Họ không đề cập đến hồ sơ của phương Tây về các cuộc xâm lược, đảo chính, ám sát và chiếm đóng các quốc gia không phải là mối đe dọa đối với họ. Để so sánh, trong khi Trung Quốc có tranh chấp với một số quốc gia, thì nước này đã giải quyết được 17 trong số 23 tranh chấp với các nước láng giềng. Theo Reuters và The Manila Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.